Và Mai Như Huỳnh mến chào quý khách và khách thân mến. Thì hôm nay Huỳnh lại trở về thêm vài xe loại 260 đó nha cả nhà. Thì cái Mai này là gần 4 mùa ha, dạo Hữu Đức 8 đến 12 cánh nha mọi người. Và hiện tại thì là Huỳnh thấy là cái cây này nè, nó thần chậu ha, củ đế rất là to nha. Đó, củ đế nó nổi lên nè, và cái chọt rất là cứng cáp mọi người. Chiều cao từ 45 đến 50cm ha, có những cây nó lùng lực như thế này nè cả nhà. Đó, nó ở trong chậu hơn 2,5. Chậu này 2,5 nha mọi người. Rồi ha, em sẽ lần lượt lấy một số cho cả nhà mình xem. Đây, củ đế nó nở nè mọi người. Đó, nó to như thế này ha. Và nó đang ôm nút nụ nè. Cái tàn thì có tàn là nó tròn, có tàn nó đang hoàn thiện. Tại vì cái loại này, cho em cây đó đi, cây đẹp quá. Loại này cả nhà mình nếu mà mình trồng á, hoặc là mình chơi Tết thì rất là thích hợp nha. Qua cây này rất là củ, rất là to luôn nè mọi người. Đó. Rồi cái cốt giữa nè cả nhà, nó rất là cứng cáp luôn ha. Rồi thì có cây thì tàn nó tròn nha cả nhà, còn có cây thì cái tàn nó cũng không tròn không ha. Thì cái này nó đang hoàn thiện cái tàn, nhưng mà loại này chủ yếu là nuôi củ và nuôi cái cốt giữa, rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, nó khá là cứng cáp ha. Và cái lô này là mình đang bán là 260.000 một cây nha, và 3 cây là mình sẽ bao phí vận chuyển ha. Còn 10 cây á, 10 cây thì em sẽ tặng cho cả nhà mình một cây. Ở đây cả nhà. Rồi, các cây nó kiểu như thế này nè. Chiều cao em lấy trung bình từ 45 đến 50cm nha cả nhà. Đây, cái hoa của nó cũng khá to luôn nha. Đó, hoa nó rất là to nha mọi người. Hơn 4 ngón tay của em Quỳnh nha. Cái những cây nó cũng tàn như thế này nha mọi người. Đây, cái đế nè. Cây ha, rất là đẹp. Cây nào thì cũng có củ đế nha cả nhà, nhưng mà mỗi cây thì mỗi kiểu ha, mỗi kiểu đế và nở khác nhau, nên là cả nhà mình em quay nó đều như thế này ha. Mọi người có thể là alo cho em, mình mua 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển nha, còn 10 cây thì em sẽ tặng 1 cây nha cả nhà. Đó, cái cốt giữa nè, cốt giữa rất là to luôn ha. Đây mọi người, cái tán ngang của cái cây thì có cây nó tròn đều nha mọi người, còn có đây, ví dụ như nè, nó làm cái chi nhánh á, xung quanh nó tròn, nó đều như thế này, nhưng mà cái tiết diện ngang nè, bề mặt ngang thì nó khoảng cỡ 40 ha, 40-45 nha cả nhà. Đó, như cây này là khoảng 45-50 nè. Rồi có cây thì cỡ 40 ha. Nói chung là cây rất là đẹp nha mọi người. Đó. Thì em đang chở cái này về đặng chuẩn bị giao cho khách đây. Đây cả nhà. Đó. Thì cái loại này á cả nhà, nó đang ôm nụ nè. Đó, nó đang làm nụ như thế này nè. Nó làm nụ như thế này là vừa để chúng ta chơi Tết nha. Nó thuần chậu rồi nên là cả nhà mình cứ an tâm. Khi em ship á, thì em sẽ bỏ chậu ha. Em ship thì em sẽ bỏ chậu, bởi vì để chậu á, nó sẽ bị vỡ nha mọi người. Cái cốt của nó nè, đa số là nó đã ôm nụ để làm nụ hết rồi. Thì cái lô này nó khá cứng cáp nha mọi người. 260.000 một cây, và 3 cây em bao phí vận chuyển ha. 10 cây thì em tặng cho cả nhà mình một cây. Đó, đế đang là đế quái không nha. Đế rất là đẹp, củ nở. Có những cây nó chôn sâu ở phía dưới á mọi người. Thì em ướm về cái chiều cao nè. 1, 2, 3 gang tay, 3 gang tay máy của em. Thì em lấy trung bình là 45-50 nha cả nhà. Yếu 50, có những cây thì nhiều khi hơn 50. Cái đế rất là đẹp mọi người. Đế quái, đế lò xo, đủ kiểu ha, hình thú. Rồi cái cốt á, được cái là cái cốt á, cái củ nó nở, cái cốt nó to cả nhà, rất là to, nó to hơn cái ngón cái mình luôn, mà nhìn nó chắc chắn vô cùng luôn cả nhà. Rồi cả nhà mà thích cái lô này thì alo cho em nha. Về qua cái cách mà Quỳnh diễn tả thì mọi người có thể tưởng tượng ra cái cây đúng không ạ? Nó không phải tròn vo giống như cái lô 270 của Quỳnh quay, nó chia đều các cái chi nhánh ha, nhưng mà cây nó rất là cứng cáp mọi người.
đây ví dụ như cây này đây, đó nó làm những cái cành nhánh xung quanh như thế này nè, và cái đế rất là đẹp luôn nè mọi người, củ nè, củ đế nè, rất là to ha, ôm nút nụ hết rồi, nói chung là nó làm nụ hết rồi mọi người. Ở đây, bên đây, đây cả nhà, đây cái nút nụ của nó nè cả nhà thấy không, nút nụ này rất là vừa để chúng ta chơi Tết nha, cốt giữa nè, đó, cốt giữa rất là chắc chắn nha cả nhà, nhìn cái cây nó rất là khỏe, nó vừa lắm cả nhà, nhìn nó rất là sung cây chứ nhìn nó không phải là khằng cây mọi người. Cái hàng này là hàng gần 4 mùa nhưng mà nhìn cái cây nó rất là mạnh, nó rất là mạnh luôn á cả nhà. Cái cốt này nè, người ta đôn cái cốt, người ta nuôi cái cốt và cái củ nó to á mọi người đó, nên là thành ra cái tàn á thì nó tròn tương đối thôi chứ nó không có tàn, nó không có tròn vo, nó không có tròn vo như cái loại mà 207 Quỳnh đã từng quay ha. Đó. Mà nó chia đều các bên. Em thấy thì đa số là dáng trực nha mọi người. Cái đế nè, qua cái đế này quá trời bự luôn nè mọi người. Cái đường nối giữa cái mí ghép á cả nhà thì nó liền cốt rất là khéo đúng không? Rồi cái củ nè, nhìn nó rất là to. Cây thì như thế này ha mọi người ha. Rồi ai thích thì alo em nha, 10 cây em tặng 1 và 3 cây thì em bao ship. Em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.